Xin chào các bạn thân mến, hôm nay mình có dịp đi về quê và đây là trên một cái đoạn đường của đường 853 từ Sa Đéc về Phong Hòa. Và mình sẽ làm một cái chủ đề của cái clip này, đó là hoa ven đường, và trong đó là chủ đạo là mai. Thì mình bắt gặp một cái cây mai ở ven đường rất là đẹp, và mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Và các bạn nhớ ủng hộ trời vào xuân, đây là mai ven đường, người đi lại nhớ phố hương về, người thêm tôi mới thấy các bạn có thấy không, rực rỡ luôn. Mai này là mai truyền thống nha các bạn, rất là đặc sắc, gió đu đưa và đã có những cánh mai bắt đầu mùa xuân đến, mai nụ cười mùa xuân đến, mùa xuân rực rỡ vào xuân. Em ơi xuân này đẹp thay, ngoài hiên đang bướm lá lên tình, con ta nguyện ước mãi chung đôi đất. Chờ vào xuân đêm nay phố phường rộn vui, đất chờ vào xuân bên nhau giao thừa thiêng liêng, bạn ta còn mãi những kỷ niệm đời vui rộn rã khúc ca xuân, nhấp ly rượu mừng. Và mình sẽ đi tiếp tục các bạn khách dân mình nhé. Chào các bạn, đây tiếp tục là một cái vườn mai mà trước nhà của chủ nhà, các bạn thấy cây to lắm, cặp cái đường luôn, cây mai hơi ồn. Lộc tràn tay đất chờ vào xuân, em ơi xuân này đẹp thay, ngoài hiên đang bướm lá lời tình, con ta nguyện ước mãi chung đôi tươi thắm làn môi. Đêm nay phố phường rộn vui, đất chờ vào xuân bên nhau giao thừa thiêng liêng, bạn ta còn mãi những kỷ niệm đời vui rộn rã khúc ca xuân, nhấp ly rượu mừng. Các bạn theo chân mình nhé. Chào các bạn, chào tất cả các bạn. Và kết thúc năm Nhâm Dần hôm nay, đi trên đường quay một cái cây mai. Có thể là đây là cái cây mai cuối của cái clip này. Các bạn thấy cây mai này đẹp, mình thấy từ nào giờ chưa cây mai nào bằng. Rất là rực rỡ. Đây là đường mà mình đang tạo.
chúc các bạn năm mới vạn sự như ý, mọi điều tốt lành, hạnh phúc phát tài, dồi dào sức khỏe. Chào các bạn.